Chapter 6, Landlord and Tenant, or Lessor and Lessee, Part 1. Đây là chapter số 6, nói về các hợp đồng thuê mướn giữa người chủ nhà hay là chủ đất hay là chủ của căn phố, ok, chủ những cái building, và tenant là người mướn, ok, người mướn nhà, người mướn phố, khu phố để làm business, hay là người mướn lại cái building chẳng hạn. Ok, tất cả những cái hợp đồng, tất cả những luật lệ ở trong hợp đồng thuê mướn giữa landlord và tenant chúng ta sẽ học được trong chapter số 6 này. Chapter này cũng dễ thôi và nó cũng ngắn và gọn, cho nên chúng ta học mau được nha thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ đi vào trong cái phần đầu tiên này, bằng cách là chúng ta sẽ mở ra cái phí number 157, nghĩa là trong cái trang số 157 này nha quý vị. Ok, chúng ta đi theo chi tiết ở đây. Đầu tiên thì nó gọi Landlord and Tenant Overview. Thì người ta giới thiệu tổng quát về cái landlord là người chủ nhà, chủ đất hoặc là chủ phố, ok, chủ building. Và tenant là người mướn những cái property đó, chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta đi sâu vào trong này một chút xíu. Thì landlord and tenant relationship là sự liên hệ giữa landlord and tenant relationship. Created when the owner gives the possession and yield his or her property to another for rent or other consideration. Người ta nói rằng là cái landlord and tenant relationship này là được thành lập ra khi người owner là người chủ phố, người chủ đất, người chủ nhà đó give cái possession, là họ có thể trao cái quyền sử dụng của những cái property đó, ok, cho cái người khác, một người mướn, ok, thì nó gọi là and use of his property, his or her property to another for rent, là cho mướn, or other consideration, để dùng vào công việc business hay cái gì đó mình không biết, nhưng mà đó là cái relationship, là lúc mà cái người owner give cái possession, ok, của cái property của họ qua cho cái người, ok, một người khác, ok, người ta rent, gọi là tenant, ok, thì đó mình đã, cái definition đó rất là rõ ràng ở chỗ đó. Landlord, the owner of the property being rented or leased, also called lessor. Người landlord là người owner của cái property và họ sẽ cho mướn, thì nó gọi là rented, renting hay là leasing, hay rented or leased, ok. Mà cái người mà rent đó hay người mà lease cái property đó của landlord đó, ok, là cái người, là một người gọi là gì, nó gọi là tenant. Còn cái người landlord đó thì cần được gọi là lessor, họ là người chủ của những cái property, real estate property đó, và họ có thể lease ra cho mướn lại những cái property của họ. Thì họ ngoài chữ landlord, ngoài chữ owner, họ còn có cái chữ gì nữa là gọi là lessor. Vì phải nắm vững chữ đó cho mình học được chữ landlord, chữ owner và chữ lessor, ok, tùy trong tình huống nào mình gọi họ là ok lessor, trong khi họ là người trong hợp đồng, trong cái giấy tờ pháp lý thì họ mang tên là lessor hay là chữ landlord. Owner thì nói chung chung tổng quát là người chủ của một cái property nhé. Rồi dễ dàng mình nắm được chỗ đó, khi mình học tới đây rồi mình nắm vững những cái danh từ đó cho rõ ràng, ok. Tenant, okay, tenant đây là the person or persons renting or leasing the property. Thì, cái người tenant là người mướn, nghĩa là the person who, okay, or person là nhiều người renting or leasing, mướn, okay, lại cái property được gọi là lessee. Như vậy người tenant có ba cái chữ đầu tiên, họ là cái người gì, renter hay là okay, hay còn gọi là gì nữa, thứ hai họ còn gọi là lessee. Thứ ba là tenant, họ có ba chữ phải không? Renter cũng được, tenant cũng được, mà lessee cũng được. Ok, trong giấy tờ về pháp lý nói về trong hợp đồng, trong cái agreement, trong cái contract của cái renting đó, agreement hay là cái leasing đó, agreement đó, thì nó dùng những cái term theo luật pháp, thì nó dùng chữ tenant, or landlord, or lessor and lessee. Còn mình ở ngoài thì mình nói họ là người renter cũng được, không sao hết, người mướn, ok. Rồi, chúng ta nắm được ở phần đó được không? Vì nắm vững chỗ đó phải không? Ok.
cái giấy tờ mà gọi là gì trong cái phía number 157 nắm vững chỗ này. Cái chỗ Leonidas, less than Leonidas là mình qua một cái phía bên này. Mình sẽ thấy rõ hơn. Đây. Ok. Người ta nói ở đây, lease là cái contract, là cái hợp đồng, là cái agreement for set time, typically 1 year or longer. Thường thường những cuộc mà mướn những cái real property đó mà kéo dài hơn một năm thì thường thường phải làm giấy tờ, phải ký giấy tờ. Nó có cái, nó gọi là lease. Ok. Nó là cái contract, nó là cái agreement giữa cái người renter, là cái người lessee và người lessor, hay là giữa người tenant và người, cái người kia là gì, tenant có landlord. Thì giữa người landlord và tenant đó, nếu họ cho mướn, cái người tenant mướn đến tới hơn một năm thì bắt buộc họ nên dùng cái contract gọi là lease contract, hay là lease agreement, ok, hay là renting agreement cũng được nhé. Thì mấy chữ đó cái nghĩa là như vậy, trong cái pháp lý, trong những danh từ chuyên môn nói gọi như vậy nhé. Chữ lease nghĩa hợp đồng thuê mướn, cho những cái cuộc thuê mướn mà về real property có thể lâu hơn một năm, trên một năm trở lên, bắt buộc phải có cái contract như vậy nhé, là có cái agreement. Cũng giống như những contract trước mình học ở chapter 4 and chapter 5, leasing agreement, mình học được cái chỗ offer, contract offer agreement đó, purchase agreement đó, thì bây giờ mình thêm được cái nữa, lease agreement và rental agreement. Rental agreement, đây là định nghĩa, an agreement between a tenant and landlord to process and use property for renewable period of time, usually from month to month. Okay. Thì nói đây là cái rental agreement là cái agreement between a tenant and landlord to possess, để mà sở hữu, ok, sử dụng, hay là sử cái cần sử dụng hay là sở hữu, ok, ok, cho cái property của người landlord, ok. Và họ có thể renew khi họ có rental agreement, họ cho thuê 3 năm, 4 năm gì đó, sau đó họ renew, ok, họ có quyền renew, cho nên nó renewable period of time. Nếu mà tháng bay tháng, mấn bay mấn, thì thường thường mấn bay mấn, thì thường thường mình ra mướn cái apartment, hay là những cái house, những căn nhà mình muốn ở đó, thì đương nhiên họ sẽ làm cho mình một cái rental agreement, hay leasing agreement, thì đương nhiên mình trả hàng tháng, họ nói ok, anh phải trả hàng tháng như vậy, cứ hết tháng thì anh phải trả tháng mới, mỗi đầu tháng phải trả tiền cho tôi. Thì cái đó nó gọi là cái gì? Là cái mấn bay mấn to mấn, và đồng thời nó renewable, cái mỗi tháng như vậy nó renew thành mới, cái mới mới, cho đến khi anh không trả tiền nữa. Anh cho tôi biết trước, in advance 30 day, là anh sẽ dọn ra, thì tôi sẽ, ok, thì sẽ chấm dứt, anh không cần trả tiền nữa. Thì cái rental agreement có nghĩa là vậy, nhé. Vì nắm vững ở chỗ đó. Ok, người ta nói cái giấy tờ của rental agreement hay là cái lease agreement đó, là những cái contract đó, là những cái agreement đó, nó thuộc về cái người tenant, nó thuộc về personal property. Ok, tại vì người ta làm giấy tờ về vấn đề leasing, ok, contract hay là rental agreement, rental contract đó, thì người nào đứng tên trong cái agreement đó, thì cái giấy tờ rental đó thuộc về cái người đứng tên trong cái agreement đó. Cho nên, người chủ nhà họ cho người nào mướn, thì họ đòi hỏi cái người mướn đó chịu trách nhiệm phải trả tiền nhà cho họ. Thì cái rental agreement là giấy tờ về thuê mướn, hợp đồng thuê mướn đó, bắt buộc là thuộc về personal property, là thuộc về tài sản cá nhân của cái người đứng tên trong hợp đồng đó, đứng ra chịu trách nhiệm mướn và ký tên vào trong hợp đồng, và đồng thời chịu trách nhiệm và trả tiền gì đó, payment hàng tháng chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là nói về giấy tờ, cái nghĩa là chứ không nói về cái bất động sản, không nói về cái real property, mà nói về cái hợp đồng thuê mướn là giấy tờ, thì nó trở thành là personal property, chứ nó không thể nào thành ra một cái real property được. Ok, nhớ như vậy, thì nó bị lan từ cái người mà đứng ra thuê mướn đó nhé. Rồi, ở trong cái phí 157 mình sẽ thấy phần ghi chép đó, leasehold, okay, is personal property right in the real property. Họ là họ chỉ cái personal property, ok, cái tờ giấy leasehold personal đó, ok, attest đó, thì nó là giấy tờ thuộc về cái người đứng ra thuê mướn, thì giấy tờ đó thuộc về họ, họ thuê thì họ có quyền, họ chịu trách nhiệm với người landlord, cho nên đó là personal, ok, mình nghĩa ngay chỗ đó. Bây giờ mình đi qua bên này, mình học được hai chữ leasing và rental agreement rất dễ dàng, không có gì khó cả. Bây giờ qua leasehold estate, bây giờ nói chữ estate là cái quyền, ok, sử dụng trên real property của mình, cái đặc quyền trên cái property của mình đó, ok.
hay là cái chủ quyền trên property đó, ok, cái đất nó lớn hay nhỏ như thế nào, cái quyền sử dụng như thế nào. Thì ly hôn estate đây chỉ ly là biết là hợp đồng thuê mướn rồi, họ không thể nào mà làm chủ trên căn nhà đó được. Họ chỉ thuê mướn, họ chỉ có quyền possess cái property đó, họ có quyền sử dụng property đó, ok, trong thời gian họ nằm trong hợp đồng thuê mướn và họ trả tiền hàng tháng, cái tiền ly payment đó hàng tháng, thì họ có quyền sử dụng căn nhà đó, nhưng họ không bán được cái property đó, cho nên nó dùng chữ ly hôn estate. À, còn nếu cái chủ quyền nó cao cỡ nào, nó quan trọng cỡ nào, mình học ở trong cái chapter 1 and 2 and 3 đó, mình thấy nó có cái chủ quyền trong đó, nó gọi là cái gì, freehold estate, là chủ quyền chính thật sự, là chủ của cái property đó, cái real property đó, mình nhớ không? Mình nhớ chỉ đó, hay chỉ free, hay chữ free, hay chữ gì, absolute in fee, những cái chữ đó, mà cái chữ chính gốc là cái chữ mà gọi là freehold estate, là cái chữ mà làm chủ tối cao ở trong đó, là làm chủ đất, chủ nhà luôn, ok, họ không bị cấm, không bị vướng bận thứ gì hết. Còn cái hợp đồng này, cái estate này nó thấp hơn cái free là tự do, freehold estate đó, thì bây giờ nó là less than freehold, thấp hơn một chút, nghĩa là cái anh chàng này anh được quyền sử dụng tất cả, được làm chủ trên tất cả property anh thuê đó, nhưng anh less hơn là tại vì anh không có nắm được cái freehold estate, anh không bán được cái property đó, cho nên là dùng cái chữ less than freehold. Khi nghe chữ less than freehold là thuộc về hợp đồng thuê mướn của tenant and landlord, của lessor and lessee, ok, của leasing agreement, của renting agreement, những thứ đó nó gọi less than freehold. Nắm vững chưa? Cái chỗ này phải hiểu rõ vậy, chứ không thể nào freehold được. Freehold là coi như là chủ nhà, chủ đất luôn đó, tất cả được toàn quyền ở trong đó, được toàn quyền bán, được toàn quyền cho người khác, được toàn quyền làm di chúc để lại cho người khác, thì là freehold. Còn anh chàng này less than freehold là anh không được toàn quyền, anh chỉ được sử dụng, anh được toàn quyền sử dụng đó thôi, chứ không phải là toàn quyền làm bá chủ hết, có quyền bán đi, có quyền cho người ta không được, ok, cái đó không có, cho nên gọi là less than freehold. Nắm cho vững cho đó, ok, đó là phần mình thấy được ở đây. Thì mình qua cái phase number 159 mình sẽ thấy được, ok, nó có nhiều loại trong này nhé, trong này thì nó nói nó có rất là nhiều loại. Bây giờ mình nhé, đọc ở đây nó nói chữ ly hôn, nó định nghĩa cái chữ ly hôn, lease hôn, ok, and ok, exclusive right to occupy and use the property on temporary basis, có nghĩa là cái ly hôn là cái quyền được occupy, được dọn, được ở trong đó, được cư ngụ ở trong cái property đó và được sử dụng property đó ở trong một thời gian temporary thôi, chứ không phải permanently. Permanently là được của người chủ landlord, của người chủ phố, người chủ nhà. Còn cái mình temporary là khi mình còn trả tiền, mình còn ở trong đó, được ký cái contract agreement bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng đó, hết hạn, nếu mình không renew là phải dọn ra, trả lại cái property lại cho người landlord, ok, cho người lessor. À, mình hiểu được cho rõ ràng. Nhận diện chữ ly hôn đó, đừng bây giờ lầm lẫn chữ ly hôn đó là được toàn quyền, ok, toàn quyền là quyền sử dụng, quyền occupy, quyền possessing thôi, chứ không có thể nào mà toàn quyền, và không phải sử dụng mãi mãi, tại vì nó là trên temporary basis, anh đã ký cái hợp đồng bao nhiêu năm, anh thuê mướn bao nhiêu năm, sau mấy bao nhiêu năm đó anh phải renew cái agreement, renew contract lại, ok, đó là điểm thấy được như vậy. Rồi thứ hai là the owner has reversionary interest, which it means he or she regain possession at the end of the landlord period. Có nghĩa rằng là gì? Cái người owner đó họ có quyền lấy lại cái property, real property đó bất cứ lúc nào. Ok? Họ có cái quyền đó, tại vì họ là họ nắm cái chủ quyền chính gốc, ok? Cái certificate of cái title của cái property đó, cái real property đó, họ nắm cái đó, ok? Họ có giấy tờ chứng nhận họ là cái người freehold, họ là estate, họ nắm cái chủ quyền tối cao đó, ok? Đó điều rồi thôi. Ok, nghĩa là họ có thể regain lại cái possession, họ có lấy lại được. Nếu cần họ đuổi cái người mà gọi là tenant nó ra khỏi, ok, cái hợp đồng, nếu họ violate những cái rules ở trong cái agreement, ok, mà họ không tuân theo những cái agreement đó thì có chừng họ bị terminate bất cứ lúc nào, ok, rõ ràng như vậy. Thì anh nói họ có thể regain possession at the end of lease period. Lease period là thời gian mình thuê đó, hết thời gian đó, cái thời gọi là cái agreement, cái hợp đồng đó đáo hạn, hết hạn rồi. Nếu họ không tìm cách họ renew lại, tiếp tục thuê
thì họ phải trao trả lại cái gì, cái real property đó cho người landlord, người chủ cái miếng đất đó, chủ căn nhà đó, chủ cái căn phố đó, ok, chủ building đó. Thì cái đó được gọi owner, họ có cái quyền là reversionary interest, ok, bất cứ lúc nào họ lấy lại miếng đất đó cũng được nhé. Nắm vững chỗ đó không? Ok, vì nắm vững hai chỗ đó được gì phải không? Ok, bây giờ mình đi qua bên ngoài cái ly hôn ra, mà đây mình mới thấy nè, ở trong cái phí number 159 của mình, trong sách mình đó, thì thấy đây là những loại ly hôn estate, nó được chia ra nhiều loại khác nhau nhé. Nó có là estate for year, estate from period to period, estate at will, and estate at sufferance. Tất cả những thứ đó mình thấy được rõ ràng ở đây. Ok, rồi bây giờ nè, mình sẽ tới đây, mình sẽ đi vào từng phần một ở trong này nhé. Thì trong cái phí number mình sẽ xem coi ở trong này, ok, estate for year, ở trong cái phí gì đây, 159, ok, xem coi đâu ở đây phải không? Ok, thì trong cái phí 159 ta nói, ta định nghĩa cái estate for year, để ta xem được có estate for year không? Không có đây phải không? Ok, đây, à đâu rồi, estate for year ở đây thì chúng ta sẽ thấy người ta định nghĩa ở trong này, a lease for a predetermined around of okay, amount of time ở chỗ đó. Nghĩa trong thời gian cái estate for year đó, cái này quý vị thận trọng, cái này quý vị dễ lầm lẫn lắm. Khi nào mà mình làm, mình ký một cái lease agreement và mình ký trước, mình chịu, mình đã ký trước và mình thuê một thời gian dài, ok, thì cái có ký hợp đồng đồng hành, mình thuê trong một thời gian dài. Thời gian dài đó có nghĩa không, có nghĩa là phải trên một năm, không phải vậy đâu, ok. Có nhiều thời gian dài mình tính theo cái thời gian họ cho thuê như thế nào, thì mình thấy thời gian dài đó được gọi là, thì nó coi cái đó được coi là estate for year, là quyền sử dụng cho cái estate for year của mình. Thì bây giờ thí dụ, bây giờ quý vị có thể mướn một chiếc xe, thì ta nói một ngày đó là $50, quý vị rent cái car $50, ok. Thì họ nói nếu mình tới đó mình mướn một ngày thôi, mình không nói ok tôi sẽ mướn một ngày, thì đương nhiên cái đó không phải là estate for year, tại vì người ta mướn một ngày là có $50, mình mướn hết ngày. Ngày mai nếu mình muốn giữ cái xe lại thì mình có thể gọi điện thoại cho họ, nói ok tôi sẽ giữ chiếc xe thêm một ngày nữa không, thì có thể họ nói câu là sorry anh, tại vì cái xe này, cái xe của anh đó tụi tôi đang chờ anh trả lại chiều nay, ngày mai có người đã book cái xe của anh rồi cho nên anh không thể mướn được. Cái đó thì nó gọi là period to period thôi, ok, nó là cái loại không phải là estate for year. Estate for year có nghĩa như vậy, nếu anh mướn chiếc xe đó một ngày là $50, anh nói ok cho tôi book luôn, ok, 3 ngày hay là 5 ngày, 3 ngày đi, thí dụ $150, người ta nói ok nên book cái này luôn 3 ngày, thì đương nhiên $150, ok, tại vì anh mướn multiple days, thấy chưa, thì nó lên tới 3 ngày, đương nhiên trong vòng 3 ngày đó không ai có quyền đòi hỏi lấy xe lại, tại vì anh đã trả tiền in advance, anh đã ký hợp đồng là anh mướn cái xe lên tới 3 ngày, thì trong 3 ngày đó được gọi là estate for years. See? Cái estate for year nó rất là rõ ràng. Cho nên cái definition của estate for year ở đây, quý vị trở lại cái phí number 159, a conveyance, okay, of an estate in real property, okay, là sự chuyển nhượng cái quyền sử dụng một cửa trong real property, như là cái lease chẳng hạn, to someone for a certain length of time, cho một người nào đó mà họ có thể mướn một trong một thời gian nhất định, họ đã trả tiền trước, ok, được gọi là the lease, ok. And estate for year là cái agreement in advance, nghĩa là đã được đồng ý trước nhé, là mướn 3-4 ngày hay là 3-4 tháng hay là 3-4 tuần hay là 3-4 giờ liên tục hay là ok 3-4 năm, thì những thứ đó ok nó được in advance, người ta đã ký giấy tờ, ta chịu đồng loạt. Nếu cho thuê từng một giờ họ có thể mướn 5 giờ một lúc, còn không một giờ phải trả lại. Nếu cho thuê một ngày thì họ có thể, ok, một là muốn thuê thì phải book trước in advance là ok mình book luôn 3-4 ngày, 5 ngày, 10 ngày, thì cái đó là coi như là mình đã book trước liên tục mấy ngày thì mình có quyền, ok, process cái
cái property đó, hay là mình có quyền sử dụng property đó liên tục 3 4 ngày đó mà không có sự đòi hỏi gì hết, tại vì mình đã trả tiền rồi, mình đã book in advance rồi. Ok, đó thì mình thấy được như vậy. Ok, còn cái gì nữa không? Nó nói đây, ok, in advance between a lessee and lessor for you of the property for fixed, ok, predetermined period of time, đã được book trước, đã vượt thời gian bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tuần, bao nhiêu năm, đã được book trước rồi, cho nên họ được quyền sử dụng nguyên cái thời gian dài đó, thì cái đó được là it is for years, nắm vững cho đó không? Ok, thí dụ quý vị đem gia đình quý vị đi đi chơi, đi nghỉ mát, đi ok, traveling ở đâu đó, quý vị gọi điện thoại, thí dụ tới Las Vegas thì chơi đi, thì quý vị gọi điện thoại, quý vị nói cho ok, weekend này mình muốn ok lên ở trên khách sạn trên 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 chỗ Las Vegas để đi chơi, để coi show, thì quý vị bước, quý vị gọi điện thoại lên và quý vị gặp một cái khách sạn, và nhân viên khách sạn nói rằng là ok, chị đã, mình hỏi tối thứ sáu này, ngày thứ sáu này tôi cần book một cái phòng ở tại khách sạn, ông có phòng nào không? Thì họ nói đến giờ này thì có, ok, có phòng. Thì quý vị nói chứ, rồi quý vị nói chứ một ngày bao nhiêu? Người ta nói $200, $200 for a night. Thì đương nhiên nếu quý vị book only, quý vị nói ok, I book, ok, I want to book Friday night, là cái đó không phải là it takes for a year. Quý vị chỉ có Friday night thôi, cái phòng đó chỉ có, quý vị chỉ có trả trong một cái đêm đó thôi. Nếu vị muốn ok có thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật á, luôn đó, đến chiều chủ nhật quay ra đó, thì cái vị phải book cái loại test for year là liên tục, ok, và vị phải trả fee in advance, hay là cái thời gian đã được ấn định trước trong agreement, trong hợp đồng nói rõ ràng, ok, cái vị đã book được Friday night, Saturday night and Sunday night, ok, thì cái đó được gọi là test for year. Còn thì vị cái vị lơ tơ mơ, vị book only Friday night, rồi cái vị forgot to book có thành đặt estate for year, hay là cái vị forgot to book nó luôn 3-4 phòng đó, 3-4 ngày đó, thì coi chừng tối đó cái vị Friday night sáng thứ bảy thì muốn ở lại, người ta gọi lên nó sorry you have to move out, ok, because mình ok cho cái có người khách mới đã book cái phòng đó rồi. Cái vị nó không, tôi ở đây tôi có cái book trước, no sorry, tại vì cái phòng đó cái vị không book in advance, ok, Saturday night or Sunday night, sorry, ok, tại có người khách đã book cái phòng đó rồi và người ta sẽ dọn vô trong cái chiều nay chẳng hạn như vậy, ok, thì cái trường hợp đó quý vị thấy nó khác. Còn trường hợp thì nó không, tôi book luôn Friday night, Saturday night, Sunday night, how much is it, thì bên kia họ trả lời ok $200 a night, 3 night là $600 plus tax hay gì đó, thì đó là cái vấn đề, đó là estate for year. Tôi muốn giải nghĩa cho này rõ như vậy. Thì có nghĩa tóm tắt lại là quý vị, cái estate for year là cái được book trước, ok, đã có ký hợp đồng trước, là cái thời gian mình có thể lease cái property đó, ok, đó là điều mình thấy, lease cái đó, ví dụ như là nhiều tháng, ok, multiple monthly, multiple months, multiple weeks, multiple hours, hay là multiple day, hay là multiple years, cái đó mình phải ký trước, thì nó gọi là estate for years. Thì nắm vững cho đó. Ok. Bây giờ mình thấy chỗ đó nó nói rõ như vậy. Ok. Gì nữa đi qua đây. Qua cái... cái phần nó gọi là estate from period to period. Ok. Bây giờ cái việc qua bên này, quý vị xem ở phía number 160, người ta nói cái estate period to period ở đây. Estate, ok, trong cái, định, cái definition, cái định nghĩa nằm trong này nó rõ ràng. Estate from period to period is periodic tenancy that continue from one year to year, month to month, week to week, ok, or from any other designated period to period, ok. Thì estate period to period tenancy, thì đây nó nói rằng là cái hợp đồng này đó là mình chỉ mướn cái loại mình mướn, ví dụ như là one day only, ok, one month only, hay là one week only, hay one hour only, ok, hay là one year only, cái loại đó nó không cần phải, ok, phải có cái vấn đề agreement book trước trong
multiple, cái loại estate for year thì nó nhiều. Còn cái này mướn từng tháng, từng giờ, từng ngày. Ok. Đó là cái loại period to period. Ok. Là mướn từng tháng, từng giờ, từng ngày, từng năm. Hết năm là phải mướn lại, phải chưa chắc gì mình có. Có mình mướn cái loại như vậy á, từng năm vậy đó là chắc chắn sang chừng trăm năm sau phải chừng cái business mình ở trong cái property mình mướn đó, trong căn phố đó phải chừng bị người khác người ta mướn cái năm kế đó rồi. Và đến khi đó mình vừa trả xong, mình lên mình hỏi ông cái người landlord ấy, tôi có thể mướn tiếp đó, chỗ này được không, kế tiếp được không, ta nói sorry có người đã mướn rồi, anh chỉ dọn ra cuối năm nay, anh dọn ra hết hợp đồng, anh dọn ra tại vì có người mướn rồi. Nó đâu có được, tôi đang làm ăn bên này, tôi đang mở business trong cái tiệm này, tôi đang làm ăn ở đây làm sao, giờ biểu tôi dừng ở đây làm sao. Nó tại sao không book estate for a year, book luôn 5 năm, hay là 5 year, 10 year. Tại sao không book luôn? Ok, tại anh book có một ngày thì bây giờ tại sao không book luôn multiple day? Bây giờ, sorry, cái đó là, cho nên hai cái ly hôn estate khác nhau có quyền đó. Một cái là được book trước in advance bởi nhiều cái ngày, cái giờ, cái tháng, cái năm, cái tuần đó, ok, multiple. Một cái thì chỉ book đơn giản, chỉ là vô thoại xong rồi book luôn. Nếu cái đó là one day bao nhiêu thì mình đi book cái one day, mình không book cho next day, là cái đó là cái period to period. Hai cái khác nhau chỗ đó, vì nắm cho vững chỗ đó. Hầu hết những dịch vụ về ok làm ăn, ví dụ như mở tiệm phở, tiệm giặt ủi hay này, tiệm nan này kia, họ luôn luôn book estate for year. Họ biết là mỗi năm là bao nhiêu tiền, họ book luôn 5 year 10 year 15 year. Có những cái restaurant, có những cái dịch vụ lớn, ok, vừa như băng, họ có thể ký cái lease agreement với cái estate for year, họ có thể ký luôn 10 years, ok, 15 years. Cái đó là estate for year. Còn cái loại mà họ không ký gì hết rồi, ok, hết năm nay họ không cần biết, họ chỉ ký có một năm, hay là họ chỉ ký có one, ok, có one week, họ chỉ ký có one hour, mấy cái thứ đó nó không có multiple. Tùy theo cái đơn vị mà phải trả, thời gian phải trả trong tối thiểu là bao nhiêu, ví dụ như ok cái này tôi cho mướn mỗi giờ là bao nhiêu đó. Nếu anh muốn thì mình mướn thì mướn một giờ thôi, thì cứ bỏ tiền ra một giờ, ví dụ 50 đồng thì anh bỏ ra 50 đồng, sau một giờ anh phải trả lại cho tôi. Còn cái này không, người ta có đúng mướn nhiều giờ thì tôi nói không, tôi muốn mướn luôn 6 giờ thì 300 đồng, 50 đồng một giờ, 6 giờ thì 300 đồng. Thì cái đó họ ký hợp đồng là ông này sẽ mướn 6 giờ, đó. Chúng tôi guarantee là ông có cái property ông mướn đó 6 giờ đồng hồ, gì đó, họ ký vào trong đó và mình có thể trả in advance. Ok, thì cái đó được gọi là estate for year. Đó, tại cái chỗ này rất là khó hiểu để cho quý vị hiểu, nhưng mà quý vị hiểu rồi thì thấy nó rõ ràng, nó không có gì lẫn lộn được, nhé. Ok. Thấy rõ ràng như vậy không? Rồi cái phần đó là mình nắm được ở trong đó. Bây giờ mình đi qua cái estate at will là số 3 on cái phí 160 của mình ở đây. Ok. Thì mình thấy ở đây estate at will là cái gì? Tenancy at will, uncommon, cái này ít khi dùng đến, nhưng mà cũng có xảy ra. Ok. Estate at will đây ta nói rõ ràng, an estate at will can be terminated at the will of either lessor and lessee. Rõ ràng. And has no fixed duration, okay, period, okay, by California statute. Number one, the parties, okay, involved must give a notice of termination. And number two, since the periodic tenancy is automatically created when a landlord accepts rent, there is no two estates at will in California. Estate at will đây là một cái loại hợp đồng thuê mướn khác. Cái loại này là cái loại mà để cho người ta ít sử dụng ở trong California mình. Nhưng mà estate at will là có hai người, hai bên landlord and tenant. Ok. Họ đồng ý với nhau. Ok. Nghĩa là landlord họ sẵn sàng cho cái người tenant nó mướn. Ok. Và không có thời gian nhất định. Anh muốn mướn, giờ anh dọn vô, cho đây chúng tôi có căn phố là trống. Anh muốn mở văn phòng để làm thuế hay làm real estate hay làm gì tôi không biết. Thì bây giờ ok, tôi cho anh mướn đó mỗi tháng là 3.000, cái văn phòng nhỏ thôi, 3.000 một tháng. Ok, và người ta hỏi bao lâu thì tôi phải kéo dài bao lâu, nó không sao, anh cứ ở đi, anh cứ vô. Họ đồng ý với nhau, hai bên come up agreement là mỗi tháng họ trả 3.000, họ cứ tiếp tục như vậy nhé. Và
người ta nói rằng ở trong California nó không có cái loại này, nhưng mà vẫn phải okay, cái người mà landlord đó ta đòi hỏi là muốn okay, đuổi cái người mà tenant ra khỏi cái hợp đồng mà estate will này, ra khỏi chỗ mà thuê mướn đó, thì họ phải cho cái người tenant biết in advance là 30 day. Có vậy thôi. Và cái người mà tenant là người mướn đó, nếu muốn dọn ra cũng phải cho cái người landlord biết 30 ngày trước khi dọn ra. Và luật ở California đòi hỏi như vậy. Ok. Cho nên người ta nói in California này, nếu mà nói là nó sẽ không có cái estate will, nó có cái loại hợp đồng này nha. Nhưng vẫn có thể có được. Thí dụ như bà con thân nhân mình có thể làm hợp đồng này. Ok. Mình nói ok, bây giờ cái vì là chủ khu phố đó, vì có nhiều khu phố, nhưng bà con thân nhân bạn bè cái vị muốn dọn vô, họ nói ok, giờ cứ dọn vô tháng trả 3.000 đồng đó cho tôi cái căn đó. Chứ ở đây đến bao lâu cũng được hết. Ok. Vậy thôi. Khi nào tôi bảo tôi biểu anh phải dọn ra thì tôi cho anh biết 30 ngày. Và cái anh mà mượn dọn vô kia, cái người bạn của mình đó, họ nói ok, trước khi tôi dọn ra tôi cũng báo cho anh biết trước 30 ngày. Đó là phép lịch sự. Vậy thôi chứ không đòi hỏi gì nhiều. Không bị dính vào trong cái pháp luật nhiều. Là cái estate will. Như vậy tóm tắt lại estate will, quý vị phải thấy rõ ràng cái định nghĩa của nó. Can be terminated, có thể được đình chỉ cái estate will này. Ok. Up either, let's saw, let's see, cái hai bên đều có quyền terminate cái hợp đồng estate will này nhé. Rõ ràng như vậy, ta nói như vậy. And have no fixed duration period, có nghĩa là không có thời gian giới hạn. Ok, muốn ok, giữa hai người đã đồng ý với nhau. Ok, vậy thôi. Nhưng mà đối với California Statute đó, là cái luật của California thì nó bắt hai bên phải ok, give cái notice và thông báo trước khi mà chấm dứt cái estate will in advance, 30 ngày in advance, để thông báo trước landlord muốn chấm dứt cái estate will này với người tenant phải báo trước 30 ngày. Và ngược lại, cái người tenant muốn dọn ra, muốn terminate cái estate will này cũng phải báo trước 30 ngày cho cái người ok landlord. Có vậy thôi. Ok, đó thì mình thấy rõ ràng được chưa, nắm được chỗ đó. An estate will can be terminated by either lessor and lessee. Cả hai bên đều có quyền terminate cái contract đó, cái hợp đồng thuê mướn đó. Nắm được cái gì? Ok, mình đọc tới đây vì phải hiểu như vậy. Ok, bây giờ đến đây cái estate as sufferance có nghĩa là gì? Tôi đi trước cái definition để cho các vị nắm vững tiếng Anh ở trong này. Thì cái đi vào trong cái phí number 160, number 4 đó. Ok, cái này nó gọi là tenancy as sufferance. Hay là estate as sufferance. An estate as sufferance occur when a lessee là người mướn đó, who have a rightfully income, come into possession of the land. Okay. Họ có cái quyền để mà sử dụng cái miếng đất đó, cái property đó, retain possession, họ ở lại tiếp tục okay, sử dụng property đó after the expiration of his or her term. Okay. Thì sau khi đó nó bị, sau khi hợp đồng mà thuê mướn đã hết hạn, nhưng họ có quyền ở lại. Ok, ở đây nó nói rõ ràng, đọc lại hàng chữ đó, mình nắm cho vững nha. Thì có nghĩa là khi một người tenant sign cái contract, cái lease agreement, cái renting agreement với một người landlord, thì sau thời gian mà cái agreement đó đã hết hạn, expire, có nghĩa hết hạn, thì bắt buộc cái người tenant đó phải renew cái contract mới, phải sign một contract mới để cho mình có một cái new contract okay, kéo dài lại. Nhưng vì lý do gì đó, cái người tenant này họ không thể nào, họ không muốn sign một cái new contract nữa, nhưng họ ở lại, họ nói cho ok, cái contract, cái lease agreement của mình nó đã chấm dứt rồi, bây giờ xin lỗi ông chủ là ông landlord đó, tôi không thể nào renew contract ok, nhưng mà tôi sẽ ở lại đây, tôi vẫn trả cái tiền rent giống như là những ngày trong những ngày tháng trong quá khứ tôi trả. Ví dụ một tháng tôi trả 5.000 thì tôi vẫn tiếp tục trả, mà không có cái hợp đồng, không có cái contract, không có cái agreement được sign mới, không có. Thì tôi sẽ ở đây, tôi trả đến khi nào mà tôi không trả được, tôi báo cho ông chủ biết, là landlord biết là tôi dọn ra. Tôi cho ông chủ biết trước 30 ngày. Như vậy thì mình tóm tắt cái estate at sufferance, cái loại mà thuê mướn, hợp đồng thuê mướn này là cái loại mà ok, những cái người mà lessee đó ok, hay là người tenant đó,
họ đã hết hợp đồng thuê mướn rồi, nhưng mà ở lại họ phải tiếp tục trả tiền rent, tiền cho cái người landlord, nhưng mà không có hợp đồng. Ok, cho đến khi nào họ có thể dọn ra, nếu họ muốn họ cứ ở lại hoài như vậy nếu không có sự thay đổi nào. Nhưng mà nếu ông chủ căn phố đó hay là chủ nhà đó, họ ok chủ căn phố đó, thì nếu ông có một người khác muốn thuê lại cái chỗ đó và muốn ký hợp đồng là 5 năm, 10 năm, thì đi ông chủ sẽ báo cho cái người tenant đang đang ở trong tình trạng là estate sufferance đó, là ok sorry anh, tôi không thể nào tiếp tục cho anh có thể ly như vậy, cái mến thương mến anh cứ trả hàng tháng như vậy mà không có hợp đồng, trong khi đó có người đã vô tâm ký hợp đồng ngay cái chỗ căn phố của anh đang thuê đây là 15 năm, 10 năm, cho nên tôi phải ưu tiên cho họ. Và trong trường hợp đó cái người tenant phải mua áo, hay là cái người chủ phố đó, người landlord đó, họ offer cho cái người tenant nó qua một cái căn nào khác mà hiện nay đang trống, ok có thể dọn qua đó. Ok, trong khi đó thì cái người mới tenant mới họ ký hợp đồng dài đó, dài hạn đó, họ sẽ dọn vô, cái đó là quyền giải quyết của họ nhé. Thì mình thấy rõ ràng, ta nói trong phần đó là cái bốn phần này nhé, mình thấy rất là rõ ràng ở đây. Rồi gì nữa không, mình đi qua được bốn phần này phải không? Đó thì mình thấy, và mình đi qua cái phần kế tiếp ở đây là cái phần nó gọi là gì, minimum requirement of a lease or rental agreement, lease or rental agreement này định nghĩa nó cũng là một thôi. Thì cái minimum requirements, cái căn bản tối thiểu đòi hỏi ở đây, ok lease đây á, or rental agreement ở đây, cái length ok là cái thời gian duration of the lease phải có, phải được ấn định trong hợp đồng, trong cái agreement đó phải ghi rõ họ thế họ lease cái property đó bao lâu, cái length của cái duration, duration nhớ mấy chữ đó, và cái amount of rent là số tiền họ phải trả hàng tháng bao nhiêu, amount of rent, ok the amount of rent you have to pay every month, ok chẳng hạn vậy. Name of the parties nghĩa là hai bên landlord và tên của người landlord và tên và của người tenant phải được ghi rõ ràng trong cái agreement, cái hợp đồng này, tại vì hai người đó chịu trách nhiệm, ok nó trở thành là personal property của người tenant và của người landlord đó, ok mình thấy rõ ràng như vậy. Description of the property là phải giải nghĩa rõ ràng chi tiết tất cả mọi chi tiết của cái property đang thuê đó. Any lease in effect for more than one year from the date of signing must be in writing. Tất cả những cái ly hợp đồng thuê mướn đó, cho những cái sự mà thuê mướn kéo dài hơn 1 năm trở lên bắt buộc in writing, có giấy tờ. Ok, chứ không hứa bằng miệng được. Ok, the lessor must sign, và trong cái hợp đồng đó người lessor phải có chữ ký của người thuê bắt buộc. Và C, the lessee need not sign. Ok, nó nói chỗ này, the lessee, ok, need not sign through its ears advisable if the lease have been delivered and accepted. Ok, đó thì mình thấy được như vậy. Thì cái để nói rõ ràng cái lessor phải ký vào trong hợp đồng đó, tại họ là người có quyền cho thuê, họ ký vào, nghĩa là họ ký vào đó, ý chứng tỏ là họ cho phép cho thuê cái property đó với sự đồng ý trong hợp đồng. Ok, lessee thì không cần ký cũng được không sao. Ok, người ta nói tố số so, it's advisable if the lease have been delivered and accept, nếu người ta đã nhận được cái giấy hợp đồng thì coi như là họ đã đồng ý rồi, họ đã dọn mua in, họ đã post được cái property, đương nhiên họ đồng ý với mọi thứ trong hợp đồng, nhưng mà các người lessor phải ký vào trong hợp đồng nhé, là người cho thuê. Ok, họ ký với cái sự là gì đó, cái sự mà cho phép, ok trong cái hợp đồng đó họ đồng ý cho thuê cái property đó, họ phải ký vào hợp đồng đó. Thì mình thấy ở trong cái minimum requirement ở đó thì thấy rõ ràng ở đó. Ok, qua cái phí number 161 cái phí phải đọc ở đó thì thấy đó là cái form mà cái vị cho thuê residential lease or month to month rental agreement. Vì thế rõ ràng đây là giấy tờ để cho thuê, cái vị có thể ra ngoài mua, cái vị là real estate agent, cái vị lên trên cái gì cái WinZip, cái gì cái xin lỗi zip forms, cái vị có thể download những cái form này xuống và cái vị giúp cho những người mà thuê đó, cho thuê mướn, hợp đồng thuê mướn đó thì có sẵn trong đó
và quý vị điền vào trong này những điều kiện nào cần thì check mark vào và ký với hai bên vậy thôi. Mình thấy dưới này ta để dưới này tenant initial, ở dưới cuối trang đó landlord initial, cả hai bên nếu đồng ý tất cả những điều mà đã được chọn trong này rồi, được ghi trên này rồi thì hai bên phải đồng ý phải ký tên vào initial. Ok, nó có hai chỗ là tại vì vợ chồng của landlord, vợ chồng của tenant là người mướn. Thấy trang đó mình thấy rõ ràng. Đi vào trong này chi tiết nữa, ta cũng ghi trong này nè. Parking check rồi này kia, store, tất cả những thứ này nó ghi sẵn hết cho mình rồi. Trong này, mình thấy cứ mỗi trang về cuối trang, nó có cái initial, ok, của tenant, nếu có, và initial của landlord. Để mỗi trang tất cả những điều kiện trong này đã được fill out, đã được chọn, đã được bàn thảo với nhau giữa tenant và landlord. Rồi họ mặc vào cho đúng chỗ, ngày giờ đúng những điều kiện đặt ra. Đúng thì họ đồng ý họ ký vào, nếu không đồng ý đừng ký. Ok, vậy thôi. Rồi qua bên phải bên này cũng vậy thôi. Mình thấy này neighborhood condition, điều kiện của neighborhood rồi nó chưa là chi tiết trong này. Pet này nè, có cho nuôi chó nuôi mèo hay không nè, số 13 nè, mình thấy đâu. Ok, những luật lệ cần thiết nè. Ok, ok, gì nữa không? Gì nữa? Ở trong cái 16 nè, nó để ra, nói này nói về condominium. Ok, mình không nói phần đó, nếu mình nhà thì mình không cần bỏ đó. Tất cả những thứ này phải fill out và có chữ ký ở đây. Ok, giữa hai người tenant and landlord, mình thấy rất là dài. Qua bên này cũng vậy, mình thấy đây nè. Từ cái số 22 nè, cho đến số 35 nè. Mình thấy ở đây rõ ràng. Tất cả đây là cái form của cái đơn để mà làm cái lease agreement hay là renting agreement. Chúng ta phải fill out hết tất cả mọi thứ này. Và chúng ta có chữ ký của hai bên. Rõ ràng như vậy. Ok. Và nếu mà những cái hợp đồng mà trên một năm đó thì cần đến những người real estate agent thì mình sẽ thấy real estate agent phải ký vào đấy. Ok. Ở phần cuối của trang 166 đó quý vị. Ok. Mình thấy chỗ đó. Rồi. Mình thấy được chỗ đó rồi cái gì? Ok. Bây giờ mình đi qua cái một phần nữa ở đây. Cái phần bên 167. Người ta giải nghĩa chỗ này. Ok. A lease for more than 1 year must be in writing and signed by the lessor. Nhớ nha, những hợp đồng mà cho thuê mướn trên một năm bắt buộc phải trong writing, là phải dùng cái form phía trước mình nãy mình giải nghĩa đây, và phải được có chữ ký của người lessor, là cái người mà cho mướn. Ok, của người landlord đó. But if the lessee does not sign, nếu người lessee không sign vào trong đó đó, move in and pay rent, nếu họ không ký nhưng mà họ dọn, đồng ý họ dọn vô, họ đồng ý họ trả tiền rent. He or she is bound to the term of the lease, có nghĩa là họ đồng thuận với cái hợp đồng, những điều trong hợp đồng leasing agreement or renting agreement. Cho nên thấy rõ cái hợp đồng mà thuê mướn này, nói chung chung leasing hay là renting, thì đương nhiên nếu thuê trên một năm luôn luôn phải có hợp đồng, có văn bản đàng hoàng, và phải có chữ ký, bắt buộc phải có chữ ký của người landlord hay còn gọi là lessor. Còn đối với người lessee đó, nếu họ không ký nhưng mà họ đồng thuận, họ dọn vô, họ sẵn sàng họ dọn vô cái chỗ họ mướn cái property đó, họ đồng thời họ đồng thuận họ sẵn sàng trả tiền rent hàng tháng, như vậy thì có nghĩa là họ đã ok ký vào, cũng như vậy coi như đã đồng thuận với cái hợp đồng này rồi, thì họ phải chịu trách nhiệm với trong hợp đồng đó. Ok, thì cái đó nó gọi rõ ràng là nó nói trong này. Ok, nếu mà cái hợp đồng đã được đưa ra là the have now, if the lease have been delivered and accepted, ok, đó là điều mình thấy được ở đây. Ok, và chấp nhận được chưa, như vậy thấy rõ ràng phải không? Ok, nếu anh ký thì anh, nếu mà anh dọn vô, anh đồng ý anh dọn vô và vô cái property của người ta và anh trả tiền, anh đồng ý anh trả tiền rent, thì đương nhiên là coi như là anh đã accept cái hợp đồng đó rồi, anh đã chấp nhận những điều trong hợp đồng đó. Đó là điều mình học được ở đây. Và chúng ta sẽ đi qua phần kế tiếp trong part 2. Xin cảm ơn quý vị.